Thưa quý vị, với nhu cầu phát triển kinh tế đô thị, thời gian gần đây, các tổ đoàn kết kinh tế do cựu chiến binh làm chủ xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ mang lại vai trò hỗ trợ và giúp đỡ, các tổ này còn giúp gắn kết các hội viên tạo cầu nối để nhân rộng thêm nhiều mô hình kinh tế hợp tác, góp phần thu hút công ăn việc làm, cải thiện đời sống cựu chiến binh. Tổ đoàn kết kinh tế của hội cựu chiến binh quận Cẩm Lệ là một điển hình xuất phát từ ý tưởng xoay vòng vốn để giúp hội viên phát triển kinh tế hội cựu chiến binh quận cẩm lệ đã tập hợp các hội viên chủ chốt tạo thành tổ đoàn kết kinh tế tiền thăng là câu lạc bộ kinh tế cựu chiến binh từ nguồn vốn ban đầu đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên mạnh dạng đầu tư xây dựng nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao như mô hình trồng nấm của ông lê văn giới phường hòa xuân được xem là mô hình điểm của tổ được rất nhiều hội viên đến học hỏi và làm theo đến nay mô hình của ông giới đã phát triển lên 4 cơ sở khác nhau tạo công an việc làm cho hàng chục lao động theo cái giai đoạn là là, là là phát triển nông nghiệp đô thị cái à, là phải chú mới làm tiếp tục cái công việc này thì qua đó là chú sẽ được dấu ở chỗ, ở chỗ ở trung tâm dạy nghề đó, với lại cái hậu nông dân phường ngoài xuân này nè à, người ta kết hợp mở mấy lớp tập huấn về về nghề nắm thì là chú đăng ký chú theo, theo chú học à, coi như là học bổ sung kiến thức là chú học xong rồi chú về là chú lại phát triển thêm tiếp tục mình phát triển tới bây giờ thì cũng được là hơn 10 năm rồi theo định kỳ, cứ cách một tháng, tổ lại xoay vòng một lượt để mỗi hội viên đều có thể tiếp cận dòng vốn, phát triển kinh tế hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã có khoảng 5 mô hình do tổ đoàn kết tự quản, trong đó có 3 mô hình có giá trị kinh tế cao và có thương hiệu riêng, tương tự như mô hình trồng nấm của ông Lê Văn Giới. Hiện nay là cái câu lạc bộ của chứng binh làm kinh tế của quận thì là có 25 đồng chí hội viên làm kinh tế. Trong đó là làm các cái mô hình, một là cái sản xuất cái nấm, rồi thứ hai là cái à, sản xuất cái nhựa đường à, thứ ba là làm ca khí và thứ tư là nuôi một số cái mô hình như là chim miếng à, để mà phát triển kinh tế Thế thì hiện nay mà nói thì là cái cái các cái hội viên mà trong câu lạc bộ á, là có cái sự hỗ trợ gắn kết với nhau rất là tốt trong định hướng sắp tới hội cựu chiến binh quận cẩm lệ tiếp tục nhân rộng các tổ đoàn kết tại từng cơ sở và chuyển dần sang hướng hỗ trợ cơ giới hóa và công nghệ cao thực hiện mục tiêu cựu chiến binh phát triển kinh tế 4.0